Phó Thủ tướng ra tối hậu thư về GTMB sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5 hecta đất dự án sân bay Long Thành, tháng 1 năm 2025 phải xây xong sân bay. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản số 312 ngày 18 tháng 11 năm 2021 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, thông báo nêu rõ, cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, quy mô mang tầm cỡ quốc tế. Khi đi vào hoạt động sẽ giảm tải giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh là động lực phát triển kinh tế vùng và của cả nước thời gian qua các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tct cảng hàng không việt nam acv tct quản lý bay việt nam vat và các đơn vị tư vấn nhà thầu đã quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư tích cực triển khai các hạng mục công trình khắc phục các khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án thành phần tuy nhiên dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ Tái định cư vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Để dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn một hoàn thành theo đúng tiến độ vào năm 2025, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung thời gian, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng phấn đấu đến cuối năm 2021 giá trị giải ngân đạt 79,3% số vốn đã được bố trí như báo cáo của tỉnh, đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 phải hoàn thành toàn bộ việc thu hồi 4.946,5 hecta đất của dự. Án, ưu tiên hoàn thành bàn giao mặt bằng những khu vực phục vụ thi công các hạng mục công trình chính, khu bay, nhà ga, đài kiểm soát không lưu, tháng 3 năm 2022 khởi công nhà ga sân bay. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần chủ động triển khai các hạng mục công trình trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến và yêu cầu kỹ thuật, tiến độ của công trình, rà soát đẩy nhanh quá trình thiết kế và tổ chức thi công, xây dựng lại tiến độ các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 vào tháng 1 năm 2025, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 với dự án thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, hải quan, công an. Công an cửa khẩu, cảng vụ, kiểm dịch động thực vật, kiểm dịch y tế các bộ, tài chính, công an, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư theo quy định pháp luật, kịp thời bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 làm cơ sở thực hiện đối với dự án thành phần 2 các công trình phục vụ quản lý bay. Vắc khẩn trương triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và các công việc tiếp theo, bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án thành phần 2 đồng bộ tiến độ. Khai thác toàn bộ giai đoạn 1 của dự án vào tháng 1 năm 2025. Về dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV kiểm soát chặt chẽ chất lượng của tư vấn trong bối cảnh dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công tác khảo sát, đồng thời rà soát lại tiến độ tổng thể tập trung triển khai các hạng mục chính đã có thiết kế cơ sở, cụ thể, hạng mục sang nền, thoát nước, hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục sang nền trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 để phê duyệt và tiến hành đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi. Công để thi công sang nền khu vực nhà ga trong tháng 12 năm 2021. Hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật các hạng mục cọc nhà ga trong tháng 1 năm 2022 để phê duyệt và tiến hành đấu thầu, khởi công hạng mục cọc nhà ga vào tháng 3 năm 2022. Hạng mục nhà ga hành khách, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác thẩm định để đáp ứng tiến độ khởi công hạng mục móng nhà ga trong tháng 3 năm 2022, phần thân nhà ga vào tháng 10 năm 2022, hạng mục hạ tầng cảng hàng không, các công trình tại khu bay bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăng, hệ thống giao thông nội cảng, các công trình hạ tầng cấp điện, cấp nước, Viễn thông, chiếu sáng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, tòa nhà điều hành cảng, đây là các công trình có. Điều kiện mặt bằng thuận lợi trong thi công, yêu cầu ACV sớm hoàn thành các thủ tục để khởi công vào tháng 6 năm 2022. Đối với những hạng mục chưa có thiết kế cơ sở, sau khi đấu thầu tư vấn, ACV khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, thiết kế, lập tiến độ chi tiết theo tiến độ tổng thể hoàn thành trong tháng 12 năm 2022 để triển khai các bước tiếp theo, với dự án thành phần 4, các công trình khác, nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, kho giao nhận hàng hóa, khu xử lý vệ sinh tàu bay. Bộ Giao thông Vận tái chủ trì lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước. Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện cung cấp vốn tín dụng trong nước bằng ngoại tệ cho ACV theo quy định của pháp luật để triển khai dự án báo cáo thủ tướng chính phủ nếu có vướng mắt ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đề xuất với bộ giao thông vận tải về hình thức đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối cảng hàng không quốc tế long thành với thành phố hồ chí minh